Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hoàng Sáng nha mọi người. Địa chỉ là xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì em sơ lược với anh em một số dòng xe mới về tại cửa hàng nha. Thì anh em cũng có thể thấy là hiện tại là trước mặt là một số dòng xe như là quay nhỏ không à, quen pha cộng nha. Quen pha cộng thì đời 204. Đây con quen pha này thì đời 205 nè anh em. Còn con quay này là con quay Thái nha anh em. Con quay Thái này là quay Thái máy zin nha anh em. Máy zin thì đời sự là đời của nó bao nhiêu thì em cũng không có biết chính xác nha, nhưng mà theo như cái đế yên theo xe thì là đời 99 nha anh em. Đế yên theo xe là 99, thì còn cà vẹt thì em không có cầm nên là em không có biết là chính xác là đời bao nhiêu ha. Còn con quen pha màu vàng này thì đời tầm đời 205 nha anh em. Thì bây giờ em sẽ chi tiết hết cho anh em tham khảo. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi gì thì liên hệ đến Hoàng Sáng nha, qua cái đầu số là 0983 533 445 nha. Thì nói chung em sẽ để hai số điện thoại nha, thêm một số điện thoại khác nữa thì có gì anh em liên hệ giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ đi chi tiết. Thì cửa hàng xe máy Hoàng Sáng thì có trả góp và có ship xe nha anh em. Trả góp thì trả góp 0 đồng, trả góp online, trả góp 0%, anh em không có tiền cũng trả được nha. Rồi bây giờ em sẽ chi tiết. Đầu tiên là con quen pha cộng này trước, con này là quen pha cộng 204 xe máy móc zin anh em nhé, máy móc zin. Bây giờ em đi chi tiết lần lượt rồi báo giá cho anh em luôn. Xin mực nha, 204. Anh em coi video nhớ cho em xin lượt like, lượt đăng ký anh em nhé, thì không bỏ lỡ những video báo giá tiếp theo của em ha. Con này thì cầm đồng niền còn đẹp anh em ha. Cầm đồng niền thì nói chung là niền chưa mục nha. Cặp niền trước thì niền trước chưa mục nha anh em. Nói chung là không dặm. Con này thì cái đánh giá cái dàn chân trước là chưa có dặm anh em nha. Đấy, nói chung là cái dàn chân trước thì chưa có dặm anh em ha. Nói chung là chốc nhỏ sơn thì có, nhưng mà dặm thì chưa có nha. Điền thì zin theo xe ha, cầm đùm điền zin theo xe nha, không có mục nát gì hết anh em nha. Về trước đồ là cũng đẹp nè, bận đồ còn nguyên hết anh em ha. Nói chung là xe thì bận đồ các thứ đều đầy đủ hết, còn nguyên theo xe hết nha anh em. Đây cả đèn quanh pha cộng 19.500 anh em nhé. Nói chung là xe sang tên rút gốc, trả góp xếp xe được hết anh em ạ. Xe này 19.500, máy zin. Máy zin ha. Này áo là rất là đẹp anh em nè. Dàn áo là rất là đẹp nha. Đấy, sơ lược cho anh em. Cuộc này sơn nè, cuộc này sơn nè, sơn chấm vàng gì đây nè. Dàn chân sau thì cũng là sam goxi đầy đủ hết anh em ha. Goxi chứ goxi 17x1.4 đầy đủ hết anh em ha. Nói chung là niền thì không mục nát nha anh em. Căm còn nguyên nè, căm zin theo xe nè, niền không mục nát. Đấy, dàn áo nói chung là dàn áo đẹp anh em nè. Dàn áo đồ đẹp rất đẹp nha, vẫn đầy đủ còn nguyên. Biển thì còn 4 số, 19.500. 19.500 ha. Đây. 195 204. Nói chung là cho anh em nghe cái tiếng bô, nghe cái máy ấy, cho nó nghe nó chất không, nó chắc không ha. Còn chi tiết thì em sẽ chi tiết riêng ha. Còn bây giờ trong video này thì em báo lần lượt 4 con là, nên là nó rất là nhiều. Nếu mà báo quay chi tiết hết thì nó rất là nhiều thời gian anh em ha. Đấy, 19.500 HVN anh em ha. Đầu nồng nồ là HVN nha. Rồi tiếp theo anh em nè. Con này là quay 205 nè, quen pha 205 ha. Thì
thì con này cũng là 19 triệu luôn, 60T4. Thì anh em ở bên Hòa Đồng Nai thì biết rồi, cái số T này là đời gần cuối rồi anh em này. Đấy, T4 này 19 triệu nha anh em, 19 triệu. Xe zin hết nha anh em, xe máy zin nhé. Anh em nghe tiếng bô nổ là anh em thấy không, nó chất rất là chất nha. Nói chung là xe zin thì cái bô của nó rất là nổ, rất là đanh ha. Đấy, con này thì 19 triệu thôi, con này 19 triệu thôi nhá. Thì anh em có gì liên hệ, còn chi tiết thì em sẽ chi tiết sau cho anh em luôn. Đấy, thì cũng sơ lược một xíu xíu thôi. Nói chung là dàn chân á, dàn chân thì dàn chân trước này, dàn chân trước thì có dặm nha. Thì nói chung dàn chân trước có dặm nhưng mà căm đùng niềng thì còn đẹp anh em ạ. Căm đùng niềng là còn đẹp, không mục nát gì hết nha. Để chia sẻ với anh em như vậy, lốc đồ này, gắp đồ này rất là đẹp, tem thông số đầy đủ ha, mô bọc thì còn nguyên đẹp, đó, không kính lót móc đụng lỗ gì hết nha mọi người. Rồi, đó, đầu nòng đồ thì đẹp ha, máy zin anh em nhé, xe thì máy móc zin. Anh em ha, nói chung là mọi chức năng đều đầy đủ, hoạt động tốt, thì anh em mua về là đổ xăng là chạy nha, không phải sửa chữa hay làm bất kể cái gì anh em. Đây là quay thái này anh em này, quay này quay thái 110 ha, quay thái 110. Con này thì bánh phiên bản thắng đùm thôi anh em, không phải là phiên bản thắng đĩa nhá. Phiên bản thắng đĩa thì nó sẽ đắt hơn, còn con này thì thắng đùm thôi, giá nó rẻ hơn. Cái là máy móc của nó thì là cũng là dạng là máy móc zin đấy, rất là đẹp. Con này anh em nào mà có nhu cầu đam mê thì mua về dọn lại thêm ha. Được cái cục máy chất ha, xe sang tên được hết đi nhá. Còn anh em nào mà muốn chi tiết em sẽ chi tiết hết mấy con này cho anh em nha. Đấy, anh em nào mà muốn chi tiết thì em sẽ chi tiết hết. Áo đẹp nha, áo đồ rất là đẹp này, zin luôn á. Áo này là áo dán keo luôn theo hồi xưa này. Siam Goshi nhá, nói chung niềng sau là Siam Goshi này anh em này. Cặp niềng là Siam Goshi nha. Máy thì cam kết là anh em là máy zin nhá, cam kết máy zin cho anh em. Biển thì 4 số anh em biết rồi, cái biển mà H2 của Đồng Nai là cái biển H này anh em, biển đời đầu đó anh em. Quay thái nha, quay thái này quay thái 110. Đấy, soi này rồi anh em mà muốn chi tiết thì em vẫn chi tiết được nhá, chi tiết thì vẫn chi tiết được cho anh em. Bô vọng này 1985 nhá. Đấy, 1985. Rồi đây nữa nè anh em này. Nói chung là cái này thì Thái Honda mất lên Thái Lan rồi thì nó bị chóc mất nữa rồi, còn có nửa biến rồi. Đấy, anh em đánh giá dàn áo giúp em nha. Nói chung là dàn áo con này cũng ok, cũng được tặng. Còn đây thì anh em xem ở phía sườn đồ nha. Nói chung là con này thì chính xác đời của nó bao nhiêu thì em chưa biết nha anh em. Cái cà vẹt em không có cầm nó coi nên em không biết. Còn như cái tem thông số, như cái đế gì nó đóng đây thì đó là tầm đời 99 này nên nè. Đấy, còn chính xác thì em không biết nhá. Anh em nào biết thì chia sẻ thì bình luận ở phần mô tả video á, bình luận dưới video để cho mọi người cùng tham khảo nha. Máy móc thì cũng êm ái mọi người, máy móc êm ái ha. Nói chung là xe đồ còn nguyên hết nè, mấy chi tiết đồ còn nguyên hết, còn đẹp nhá. Con này giá 32 triệu 500 anh em ơi, quay thái này 32 triệu 500. Nha. Rồi cuối cùng là con quay S này, quen pha nữa này anh em này. Con này thì quen pha 205. Quen pha 205, con này 13 triệu 500 ha. Thì anh em nghe cái giá tầm
tầm giá là 13.500.000 thì anh em cũng biết rồi, nói chung là nó rất đầu thôi. Anh em nào mà muốn mua mà chơi cái dòng quay nhỏ mà tầm giá nó vừa vừa thì anh em lấy con này nha, con màu vàng đó, con 10 vàng là 13.500.000, xe rất đầu đó. Còn lại mọi thứ là đều là theo xe hết này, thấy mấy cái chi tiết rồi theo xe hết, cầm đụng liền rồi cái thứ này. Rồi theo xe hết ha, rất đầu máy móc của anh em nhé. Con màu vàng này 13.500.000, 13.500.000 xe rớt đầu đời 2005. Còn con này thì quay Thái 110. Đấy, à quên coi, quay cho anh em coi cái con Thái là đầu thì bao nhiêu nữa này. Đấy, quay Thái là đầu ET nhá. ET này là ET6 này anh em nè. Đấy, quay chi tiết cho mấy anh em hay coi hỏi mấy cái đầu xe này lắm này. Chiều 500 là cho con quay Thái zin ha, con biển 4 số 60H2 8591, nói chung là sang tên được hết nha mọi người, sang tên rút gốc trả góp ship xe, trả góp 0%, 19 triệu nha, 19 triệu đời con này đời 2005, 19 triệu là đời 2005 đấy, xe zin. Còn con quen pha cộng này, quen pha cộng này thì là đời 2004, 19.500.000 xe rin luôn. Rồi thì em cũng tổng hợp mấy con mới về nha, rồi còn một mớ quay S nữa thì có gì em sẽ cập nhật lên cho anh em tham khảo sau nha. Rồi em cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha. Anh em nào mà muốn chi tiết con nào thì cứ bình luận ở phần mô tả video nha, em sẽ chi tiết riêng con đó là úp lên luôn. Rồi anh em coi video nhớ cho em xin lượt like, lượt đăng ký nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em ạ.